người. Trước tiên thì chị xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã cố gắng hết sức vì sự phát triển của công ty trong năm vừa qua. Và gửi lời cảm ơn đến gia đình đã luôn đứng ở sau để hỗ trợ cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Gia Đình Education. Năm mới, thay mặt ban lãnh đạo thì chúc toàn thể các anh chị em là và gia đình đón một cái Tết an khang thịnh vượng, và mọi người cũng vui Tết. Cũng đừng quên là phải chú ý trong việc đi lại, đảm bảo an toàn. Và hy vọng là sang năm mới thì chúng ta sẽ lại cùng cố gắng hỗ trợ lẫn nhau để làm nên một năm thắng lợi vẻ vang của Zenfit Education. Xin cảm ơn mọi người. Minasan konnichiwa. もう1年もうすぐ終わりますが今年皆さんの力でゼリフィシュエデュケーションが成長ができたこと本当にありがとうございました皆さんとご家族にとって良い1年になりますよう心よりお祈りしますそして来年ゼリフィシュエデュケーションの新しい1年 成長の1年になりますよう、ご協力、皆さんのご努力よろしくお願いします。ありがとうございます。